Hôm nay chúng ta làm bài tập về giải phương trình lượng giác. Bài 1. Giải phương trình sau. 2 sin x trừ 1 bằng 0. Người ta cho x lớn hơn hoặc bằng 0 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 360 độ. Ở đây người ta cho mình độ, thì mình sẽ giải ra kết quả bằng độ. Vậy ta ghi lại như sau. 2 sin x 1 bằng 0. Ta chuyển 1 sang phía bên tay phải. Xin lỗi, ta chuyển 1 sang phía bên tay phải là tương đương với 2 sin x bằng 1. Và ta chia 2 vế cho 2. Vậy, phương trình tương đương với sin x bằng 1 phần 2. Để dễ nhìn, ta vẽ vòng tròn lượng giác ra để mình biết coi giá trị nằm 1 phần 2 nằm ở đâu. Đây. Đây. Đây là vòng tròn lượng giác có cốt, trục cốt và trục sin. Và ta biết từ 0 đi lên tức là giá trị dương. Vậy giá trị 1 2 có cái góc nằm ở phần tư thứ nhất và phần tư thứ hai. Mỗi 1 phần tư đều có 3 đường thẳng của ba góc đặc biệt và ba giá trị đặc biệt. Vậy ta vẽ ba đường thẳng của ba góc đặc biệt ra và ba đường thẳng chia mỗi 1 phần tư ra như sau phần tư thứ nhất hai góc lớn ngoài cùng mỗi góc là 30 độ và hai góc nhỏ ở giữa mỗi góc là 15 độ phần tư thứ hai cũng vậy hai góc lớn ngoài cùng mỗi góc là 30 độ hai góc nhỏ ở giữa mỗi góc là 15 độ và ba giá trị đặc biệt của nó là căn 1 trên 2 căn 2 trên 2 căn 3 trên 2 căn 1 trên 2 tức là 1/2 vậy ta vẽ 1/2 ra và từ cái đầu của mũi tên ta vẽ vuông góc với đầu mũi tên đi về vòng tròn lượng giác và đi về tâm đụng phải vòng tròn lượng giác và đi về tâm ta có cái góc đầu tiên của nó là 30 độ tại vì tính từ 0 cho đến cái đường thẳng thứ nhất là 30 kế đến là 15 15 30 như vậy cái góc đầu tiên là 30 tính từ 0 ở đây và kế đến, cũng ngay tại đầu mũi tên ta vẽ vuông góc với đầu mũi tên đi về vòng tròn lượng giác của phần tư thứ hai và đi về tâm. Vậy ta có cái góc kế đến là 150 độ. Tại sao ta biết 150 độ? Vì phần tư thứ nhất là 90 độ cộng 30 độ là 120 độ cộng 3 15, 15 tức là cộng thêm 30 độ nữa là 150 độ. Như vậy, ta có hai góc là 30 độ và 150 độ. Vậy suy ra ta được x bằng 30 độ hay x bằng 150 độ. Người ta cho mình độ, người ta thì mình trả lời theo độ. Và cũng bài này, cũng bài này người ta cho mình bằng radian, x lớn hơn hoặc bằng 0 nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi radian thì mình vẽ radian ra và mình giải như sau, cũng giải bình thường. 2 sin x 1 bằng 0. Và phương trình tương đương với mình chuyển chữ 1 sang phía bên tay phải là 2 sin x bằng 1 và chia hai vế cho 2. Chia hai vế cho 2 phương trình tương đương với sin x bằng 1 phần 2. Sin x bằng 1 phần 2 mình cũng vẽ vòng tròn lượng giác ra. Và mỗi 1 phần 4 của vòng tròn lượng giác đều có 3 đường thẳng của ba góc đặc biệt và ba giá trị đặc biệt. Mình vẽ ba đường thẳng đó ra. Và họ chia theo tỷ lệ radian như sau. Nửa vòng tròn lượng giác là pi và chia thành 6 phần 1. Cái cái đường thẳng màu đỏ, màu xanh ở giữa không tính nha. Đây là 1 2 3 4 5 6. Như vậy pi mà chia 6 phần thì phần thứ nhất gọi là pi trên 6. 1 pi trên 6, 2 pi trên 6, 3 pi trên 6, 4 pi trên 6, 5 pi trên 6. Các bạn đừng có đơn giản trước. Ví dụ là 1 pi trên 6, 2 pi trên 6 tức là pi trên 3. Các bạn đơn giản cũng được nhưng mà cứ từ từ. 1 pi trên 6, 2 pi trên 6, 3 pi trên 6, 4 pi trên 6, 5 pi trên 6. Và mình vẽ 1 phần 2 ra. 1 phần 2. Từ 1 phần 2 mình cũng vẽ vuông góc với cái đầu mũi tên đi về vòng tròn lượng giác của phần tư thứ nhất và đi về tâm ta được cái góc đầu tiên đó là 1 pi trên 6 2 pi trên 6 3 pi trên 6 vậy cái góc đầu tiên đó là 1 pi trên 6 cũng vậy ở phần tư thứ hai mình vẽ vuông góc với cái đầu mũi tên đụng phải vòng tròn lượng giác của phần tư thứ hai và đi về tâm vậy ta được cái góc bên này là 5 pi trên 6 nhà bắt đầu mình đếm lại là 1 pi trên 6 2 pi trên 6 3 pi trên 6 4 pi trên 6 5 pi trên 6 cái đường thẳng màu xanh ở giữa mình không tính nha không có tính là 5 p trên 6 vậy mình có hai giá trị đặc biệt đó là x bằng pi trên 6 hay 5 pi trên 6 vậy đến đây mình đã giải xong bài số 1 à, bài 1 giải phương trình sau 2 sin x 1 bằng 0 hồi nãy mình cũng giải bài này cái phần trên mình giải bài này với điều kiện nhưng mà cái phần này mình giải không có điều kiện bài tập họ không có cho mình x nằm trong khoảng nào nghĩa là mình lấy tất cả mọi nghiệm của x ở đây mình có hai cách lấy mình lấy theo độ mình giải theo độ và mình giải theo radian như vậy mình cũng giải bình thường 2 sin x 1 bằng 0 và mình chuyển 1 sang phía bên tay phải và phương trình tương đương với 2 sin x bằng 1. Kế đến, ta chia hai vế cho 2, như vậy phương trình tương đương như sau, sin x bằng 1 phần 2. Để dễ nhìn, dễ hình dung, cái giá trị sin x bằng 1 phần 2, mình vẽ cái vòng tròn lượng giác ra. Đây là vòng tròn lượng giác. Ở đây là 0 của sin và cốt. Và ở đây, cái điểm này là 0 độ của vòng tròn nửa vòng tròn là 180 độ. Mình biết cái giá trị 1 phần 2 nằm ở phần dương ở đây. Và ta biết rằng cái giá trị 1 phần 2 thì nó có hai cái góc của nó là phần tư thứ nhất. Ở trong phần tư thứ nhất và cái góc thứ hai là nằm trong phần tư thứ hai. Và mỗi 1 phần tư ta đều có 3 giá trị đặc biệt và 3 góc đặc biệt. Ta vẽ 3 giá trị đặc biệt của phần tư thứ nhất và phần tư thứ hai ra. 180 độ, người ta chia ra như sau. Mỗi chia thành 6 phần, mỗi phần là 30 độ, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Hay là mình nói hai phần ở ngoài này là hai phần lớn, mỗi phần là 30 độ, hai phần nhỏ ở giữa, mỗi phần là 15 độ. Ở đây cũng vậy, hai phần ở ngoài là hai phần lớn là 30 mỗi phần, hai phần nhỏ ở giữa là 15 độ mỗi phần, tổng cộng là 90 độ. Tổng cộng bên này cũng là 90 độ như vậy cái giá trị 1 phần 2 mình vẽ lên và mình vẽ vuông góc đụng phải vòng tròn lượng giác và đi về tâm ta có góc đầu tiên là 30 độ như vậy sin x bằng 1 phần 2 nghĩa là tương đương với sin x bằng sin 30 độ đây sin x bằng sin 30 độ cái góc đầu tiên là góc 30 độ như vậy ta có x bằng 30 độ sin x bằng sin 30 độ, tức là x bằng 30 độ. x bằng 30 độ. Nếu mà ta đi thêm một vòng nữa thì ta cộng thêm 360 độ. Và đi hai vòng thì là 360 độ nhân 2 và đi ngược lại là trừ 360 độ và thêm một vòng nữa là trừ 360 độ nhân 2. Như vậy ta cộng cho 360 độ nhân cho k tùy theo tùy theo K là dương hay âm tùy theo mình đi theo chiều kim đồng hồ hay là ngược chiều kim đồng hồ và kế đến ta có góc thứ hai Tức cũng vậy ta vẽ vuông góc với cái mũi tên màu đỏ cái giá trị của nó đụng phải vòng tròn lượng giác và đi về tâm ta có góc thứ hai là 150 độ vì 180 độ trừ cho cái phần này là 30 độ thì ta được 150 độ đây là cách lấy nghiệm mà các thầy à, ở Việt Nam hay dùng ở bên Mỹ thì người ta không có dùng kiểu này. Nhưng mà các bạn ở Việt Nam thì mình cũng tôi chỉ cách này cho các bạn dùng. Ta có x bằng 180 độ trừ cho 30 độ bằng 150 độ. Đây là cách lấy nghiệm của sin. Đây là sin nó nằm ở trên trục này thì ta lấy nghiệm qua cái trục này. Là ta lấy 180 trừ cho 30 được 150. Và cũng vậy, nếu ta đi thêm một vòng nữa là ta cộng cho 360 độ hai vòng nữa là 360 nhân 2. Như vậy ta cộng cho 360 nhân cho k. K thay đổi tùy theo bao nhiêu vòng. Mình à uh, như vậy. K đừng có quên, k thuộc Z. Z là gì? Z là số nguyên dương hoặc là nguyên âm. Tí dụ như là nguyên dương là Z bằng 1 2 3 4 5 vân vân. Hoặc là nguyên âm hoặc là chữ -1 chữ -2 chữ -3 chữ -4 vân vân vậy là K thuộc Z mình ghi cái này cho đề bài đây là cách lấy nghiệm theo các thầy ở việt nam đây lấy nghiệm theo độ ngoài ra mình cũng giải cách này nhưng mà mình lấy nghiệm theo radian vậy cách thứ hai cũng bài này hai sin x 1 bằng không mình lấy giải ra như sau hai sin x 1 bằng 0, và ta chuyển H 1 sang phía bên tay phải phương trình tương đương với 2 sin x bằng 1 và chia 2 vế cho 2, phương trình tương đương với sin x bằng 1 phần 2. Cũng vậy ta vẽ vòng tròn lưỡng giác ra cho các bạn nào chưa có quen. Đây là 0 tại vị trí này của sin và cốt. Ở đây là 0, là 0 radian của vòng tròn. Vậy, giá trị 1 phần 2 là nằm ở cái phần dương này. Và ta biết rằng mỗi một vòng tròn, mỗi một xin lỗi, mỗi một phần tư của vòng tròn đều có ba góc đặc biệt và ba giá trị đặc biệt và ta vẽ ba đường thẳng của ba góc đặc biệt ra cho hai phần tư thứ nhất và phần tư thứ hai. Đây từ 0 cho đến điểm đầu tiên là pi trên 6, 2 pi trên 6, 3 pi trên 6, 4 pi trên 6, 5 pi trên 6, 6 pi trên 6. Các bạn khỏi cần đơn giản nha, đừng có đơn giản cứ mình ghi là 1 pi trên 6, 2 pi trên 6, khỏi cần nói là pi trên pi trên 3 cũng được, để cho nó quen đã từ từ rồi các bạn sẽ đơn giản sau. Nghĩa là mỗi một phần này là 1 pi trên 6 cộng cho thêm 1 pi trên 6 cộng cho thêm 1 pi trên 6. Cái đường thẳng màu xanh ở giữa là chia theo tỷ lệ pi trên 4. Các bạn ở đây không có tính. Tức là pi chia thành 6 phần 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 6 phần tức là pi trên 6. Như vậy mình vẽ 1/2 ra, giá trị của nó 1/2 chiếu về đụng phải vòng tròn lượng giác và đi về tâm. Vậy cái góc đầu tiên nó là pi trên 6, 1 pi trên 6. Vậy sin x bằng 1 phần 2 tương đương với sin x bằng sin của pi trên 6. Sin x bằng sin của pi trên 6 như vậy, x bằng pi trên 6, ta được x bằng pi trên 6. Đây mới là một nghiệm thôi. Nếu mà ta đi thêm một vòng nữa là ta cộng thêm 2 pi và hai vòng ta cộng thêm 2 pi nhân cho 2. Như vậy ta cộng thêm 2P nhân cho K tùy theo là bao nhiêu vòng thì K bằng bấy nhiêu. Kế đến, ta lấy nghiệm theo kiểu các thầy muốn là cái góc kế đến là nằm ở phần tư thứ hai là 5P trên 6. Tại sao ta biết 5P trên 6? Vì lấy P trừ cho P trên 6. P trên 6 là cái góc này nè. P trừ cho P trên 6 ta được 5P trên 6. Như vậy, cái góc thứ hai x bằng P Trừ cho pi trên 6 bằng 5 pi trên 6. 5 pi trên 6 là cái vòng đầu tiên. Nếu ta đi thêm một vòng nữa là ta cộng cho 2P. 2 pi, thêm hai vòng là ta 2 pi nhân cho 2 và đi ngược lại thì ta 2 pi nhân cho -2. Như vậy ta cộng cho 2 pi nhân cho k. 2 pi nhân cho k. k là gì? k thuộc về Z. Yes. Z yes là gì? Z yes là những số nguyên dương hoặc là nguyên âm. Nhắc lại lần nữa nha. Z yes là nguyên dương là 1, 2, 3, 4, 5, vân vân Nguyên âm là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, K thuộc về Z. Yes. Vậy đến đây ta cũng đã xong bài số 1. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp. Đây là cách lấy nghiệm nha. Nhắc lại cách lấy nghiệm. Xin thì mình lấy qua chục xin. Lấy qua chục xin. Đây là pi trừ cho x pi trừ cho x x là pi trên 6 ở đây cũng vậy là 180 độ nếu về độ là 180 độ trừ cho 30 độ là x thì ta được 150 độ hoặc là 5 pi trên 6 tùy theo cách các bạn giải theo radian hoặc là giải theo độ rồi hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp